Merry Christmas. Mùa Noel lại tới sao? Thật là buồn chán quá. Hey, Mommy. Em hiểu chứ? Chào chủ nhân. Chào chủ nhân. Các ngươi mau đi bắt hết người dân để về tham gia bữa tiệc Giáng sinh cùng với chúng ta. Rõ. Vẫn chưa vậy? Quá giờ trưa rồi vẫn chưa vậy à? Rồi rồi. Con gái con gái cũng mất hết duyên, chả biết giống ai nữa. Mình nằm mơ ngủ nhảy à, ngủ tiếp. Ai ố đi mà. Lại ngủ à? Xong đời rồi con ơi. Cái gì thế nhảy? Bà này đang ngủ hay bị tức rồi đấy? Thử lần nữa xem. Nếu mày hét phát nữa, bà mày đập cho tía. Trứng mà đầu khu nguyên viên hả con? Con ơi, tao nghe tiếng bước chân rồi đó. Đây là con người sao? Ôi dồi ôi, nó định làm gì con mình thế kia? Đi rồi. Tao bắt được mày rồi. Tao bắt được mày rồi nhá. Giờ đây mày xong đời. Mẹ ơi, anh ơi, tay anh to thế. Ôi, thôi xong đời con tôi rồi. Bỏ tay ra. Thế là được một người rồi. Nó định dẫn con gái mình đi đâu thế kia? Cảm ơn. Thẻ ra quần mất rồi. Mùi gì thế nhỉ? Có gì đâu mà ngửi. Để mà nói nha, ngày xưa một mình ta xông pha bao nhiêu năm trên chiến trường, tận 20 năm dẹp loạn 12 sứ quân, kiếm của ta chém 50 vạn tên địch. Ta đi từ bắc vào nam, không sợ gian nan, không sợ nguy hiểm, xông pha vì đất nước này. Nàng thấy ta có đỉnh không? Quá đỉnh, quá đẳng cấp luôn. Hai người có muốn tham gia Noel tử thần của chủ nhân ta không? Hả? Người lại. Ta chính là cánh tay phải của Bobby Lawless. Thế thì ngươi là chưa biết sự lợi hại của anh Hoàng rồi. Dẹp loạn 12 sứ quân, kiếm của ta chém 50 vạn tên địch. Anh Hoàng nha, đánh bay 12 sứ quân, một tay giết chết 50 tên giặc. Anh Hoàng. Lan. Ta lên. Anh Hoàng, đi lên. Không xin gì vậy? Anh Hoàng đang kiểu gì mà con quá giận?
Phong Xi như thế nào? Hay là sức mạnh của nó mình đồng giải sát được ta? Đấy, chỉ là ta nháp thôi. Bây giờ mới thật này. Sao nhiều sao thế này? Dậy đi. Dậy. Dậy. Chào mừng các ngươi đến với trò chơi của ta. Trò chơi gì cơ chứ? Ta có biết gì đâu, ta đi về đây. Này, các ngươi không có đường thoát đâu. Xung quanh đây đã bị bao vây bởi quái vật rồi. Quái vật? Thế thôi ta không về nữa. Muốn chơi trò gì nói luôn đi. Các ngươi hãy làm cho ta một cây thông Noel thật là kinh dị. Nếu ta không ưng ý thì các ngươi biết rồi đấy. Được, nhưng phải chờ bọn ta thảo luận một tí đã. Bây giờ mình phải làm sao đây? Không làm thì tèo, mà làm mà xấu thì cũng tèo. Nghĩ cách đi, nghĩ đi. Tao con chưa muốn lấy chết. Chồng à, con sẽ không để mọi người phải làm sao đâu. Hả? Cứ tin hả con? Bọn ta đồng ý. Được thôi, bắt tay vào làm đi. Giáng sinh là phải nhiều màu sắc. Đúng, mẹ đang cầm xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng. Các con muốn màu gì? No. Long lét là quá dần, nên chúng ta sẽ làm một cây thông Noel màu đen. Bây giờ chị Tâm sẽ hướng dẫn các bạn làm một cây thông Noel màu đen nha. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị những mảnh bìa cái tông tam giác như thế này nha. Đấy, các bạn nhớ là chiều dài và rộng tùy vào sở thích của các bạn. Chỉ cắt khoảng từ 5 đến 6 tấm, to nhỏ tùy mọi người, miễn là hình tam giác nha. Cái này phải cao tầm 1m2 đó mọi người. Sau đó, gắn các hình tam giác lại với nhau bằng băng dính nha, tạo thành cái thân của cây thông này bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Mẹ ghẻ đang hỗ trợ chị Tâm gắn liền thành hình cây thông đây. Tuyệt vời! Bọn mình đã lắp xong cái thân của cây thông rồi nè các bạn ơi. Tiếp đến là Tâm sẽ làm cái tà lá cây thông bằng giấy màu đen đã chuẩn bị sẵn này. Đầu tiên, mình sẽ cắt mảnh giấy này làm đôi. Xòe! Các bạn nghe tiếng cái thích không? Tiếp theo là gặp làm bốn rồi cắt ra các bạn nha. Các bạn nhớ cẩn thận không cắt vào tay nhé. Nhờ người lớn giúp đỡ. Wow, tấm nhà mình hôm nay khéo tay thế. 10 điểm. Đen đen. Các bạn nhớ cắt giấy thành những kích thước như thế này nha. Tấm to để trang trí ở dưới thân, còn tấm nhỏ để trang trí ở trên ngọn nha. Làm luôn con. Để chị Tấm làm cho mọi người xem nha. Đó, một tấm lá rồi này. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần dán đều xung quanh là được các bạn ơi. Đúng là mình khéo thế nhờ. Đến. Các bạn ơi, đây là thành quả mà chúng mình đã làm được đấy. Các bạn cùng xem mời nha. Đẹp không? Lon lét, như thế này đã vừa lòng cô chưa? Sao? Đúng rồi, đen cô thích luôn này. Trông ma mị rất hợp với ta đấy. Thế giờ bọn ta về được chưa? Đúng rồi đấy. Cứ bình tĩnh đã. Nếu đã đến đây rồi thì hãy cùng ta nhập tiệc một bữa Noel thôi nào. Thế có được ăn không vậy? Có đồ ăn rồi đấy nha. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Mừng ngày Chúa sinh ra đời. Giờ mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho mọi người. Chào và hẹn gặp lại. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Cuối cùng ta cũng trở lại đây rồi. Đây ông, quà của cháu đâu? Quà cháu đâu? Nhanh lên. Wow, đẹp quá nàng nha. Đây, của cháu đây. Wow, Spider-Man. Cháu cảm ơn ông nha. Của con đâu? Quà đâu, quà đâu? Của cháu đây, cứ bình tĩnh thôi. Quà đâu, quà đâu? Của cháu đâu? Ơ, sao không thấy cái gì vậy?
Qua đâu? Ôi cha mẹ ơi, ông ơi, ông đùa con à? Sao lại thiếu phần của con chưa được gì hết ông ơi? Quà đâu, quà đâu? Năm sau ông bù cho con nha, một phần quà to hơn, đặc biệt hơn. Cảm không được quà kìa. Thôi về đây. Đi về. Đi. Bye bye nha. Thôi con đi về chơi siêu nhân Spider-Man. Tại đi đây. Tạm biệt con nha. Ông ơi, con nhớ nha, sang năm ông nha. Ta nhớ rồi. Lần này chắc con bé sẽ hạnh phúc lắm đi. Đêm Noel, đêm Noel, ta phát quà Noel. Định gài bẫy ta sao? Trò mèo này là ai làm? Mau ra đây! Ta sẽ cho hai người các ngươi biết ta là ai. Hơi gió, mau đến đây! Chưa hết đâu! Thắng mạnh quá! Chúng ta không phải là đối thủ đâu! Mọi chuyện kết thúc rồi! Các người đã biết sự lợi hại của ta chưa? Ông già Noel chết tiệt, lũ vô dụng, làm cách nào bây giờ cơ chứ? Cái con quái quỷ gì thế này? Nhện, có nhện. Đúng là ông trời giúp ta mà. Ông già Noel à, cơ hội của ta đây rồi. Như này bọn chúng không phát hiện ra đâu. Xem ta đây. Ngươi mau đem ta đến tặng gia đình tẩm cám đi. Vâng ạ. Rồi ta sẽ xử lý chúng. Tuân lệnh chủ nhân. Mọi người nghe cho rõ nha. Bọn nó đâu rồi? Dường có nghe không? Dường nghe thấy bên đây đây. Được thế, cứ đứng yên một chỗ thì có phải là gà không kêu không? Chị hả? Đủ hết rồi, đứng yên cho ta đánh một phát thôi. Ta hơi bị mệt rồi đấy. Nó hơi nghịch một tí, ông thông cảm. Mà ông đến đây để phát quà à? Thế ông vào đi, nhanh lên. Tính là năm nay ta sẽ không phát quà, vì dám làm ta đâu. Nhưng mà thấy các ngươi cũng tội, nên là ta nhủ lòng thương tặng các ngươi một món quà to. Đâu, quà đâu ông? Quà đâu? Từ từ nào, về chỗ đi. Quà này to lắm, đủ cho cả gia đình ngươi đây. Ôi dồi ôi, con bê được. Ông ta nói đi. Về chỗ đi mà. Trật tự nào. Quà đâu ông ơi? Từ từ. Quà của các con đây. Quà này phải nặng cả tấn đi. Quà này của con. Con nhớ năm ngoái cái anh cái chị cái bố cái bà có hết rồi, con chưa có. Cái này của con. Hay là của chung đi. Nặng lắm hả? Thôi được rồi, giờ ta phải đi đây. Chúc các con có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Yeah. Cảm ơn ông. Bye bye.
mất quà. Cẩn thận, không vỡ hết đi nha. Đâu, chuẩn bị. Một, hai, ba. Xin chào, ta là người máy Elsa, có thể giúp mọi người làm mọi việc. Thích không? Có. Ui, quà gì mà lạ thế? Người máy Elsa. Này, thế người máy có biết biến ra tiền không? Thế có biết biến ra đồ ăn không? Thế có biết biến ra cái gì không? Tôi chỉ biết biến ra đồ Giáng sinh thôi. Giờ chúng ta có đồ ăn rồi. Giờ chỉ thiếu có mỗi cây thông Noel thôi. Noel mà không có cây thông. Ừ, được rồi, để ta sẽ giúp mọi người. Ừ, được đây. Giờ thì chúng ta tổ chức tiệc Noel thôi. Yeah, Merry Christmas. Wow, cây thông Noel này thật là đẹp đang nha. Đúng rồi đấy, ăn bim bim thôi. Đang ăn ngon lành. Này, cứ ở đây chơi nha. Đi vệ sinh phát. Tục quá, đang vui. Thôi chúng ta tiếp tục đi. Cứ vui đi nha. Đang vui vẻ tự nhiên lại buồn chứ. Thoải mái quá. Cái gì đây? Ui, ai cười thế? Sao lại ghê rợn thế này chứ? Chẳng có lẽ. Ui giời ơi, cô mà. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng đi chơi. Đánh gì hả nhỉ? Hay là vụ xảy ra vấn đề gì? Mọi người không phải lo lắng đâu. Chắc là vợ nhà em ẻ mà không mang giấy á. Hoặc là có mấy con vua nó chua giỏi mà. Không được rồi, không biết chuyện gì nữa. Anh đi xem nào. Thôi chúng ta chơi tiếp đi. Tiếp đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng nhảy đi nào. Dượng ơi, Dượng có chuyện gì không? Hết giấy à? Để con đi lấy giấy nha. Sao không nghe tiếng gì vậy? Lúc nãy chả hét rõ to mà. Dương ơi, Dương, Dương ơi, Dương, cửa chặt thế. Sao Dương lại đứng được ra đây? Có cần giấy không để con đi lấy? Hay là Dương đi ra quần rồi à? Sao lại là cô? Ta biết cô là robot, nhưng mà không được vào nhà vệ sinh nam vì cô là con gái mà. Sao lại là Dưỡng rồi? Mắt mình bị hoa. Dưỡng, là Dưỡng mà. Ui, Dưỡng từ trong kia sao lại ra đây rồi? Tan, mà sao anh Hoàng lâu thế nhở? Ừ, công nhận, sao mà lâu thế nhở? À, hay là anh Hoàng với cả Dưỡng rủ anh Hoàng đi uống rượu ngoài kia nhỉ? Hả? Chẳng có lẽ chúng ta phải ra tay mới được. Nhanh đi ơi, robot bố nãy giờ không thấy đâu cả. Ta vẫn ở đây mà, các người không để ý ta. Thế người có thấy anh Hoàng với Dưỡng đi đâu không? Đúng rồi. Họ đấy, vệ sinh lâu quá, nãy giờ vẫn chưa về. Tôi không thấy. Mà thôi, không cần đâu. Hôm nay là ngày Noel, bọn ta có món quà tặng cho robot mày đấy. Robot cũng được nhận quà sao? Cảm ơn. Mở đi. Món quà đặc biệt đúng lắm. Đúng rồi đây. Bọn này sao lại tốt với mình thế nhở? Đúng là đồ ngu dốt. Bắt cô ta lại. Mermelolet, ngươi đã làm gì anh Hoàng và Dưỡng của ta? Hả? Hai người nói gì vậy? Ta có biết gì đâu. Ta chỉ là robot thôi mà. Mày lại còn cãi nữa à? Lại còn cãi? Bọn ta đã biết hết rồi. Không biết hai người họ làm gì mà lâu thế. Hả? Đâu không phải người máy bình thường. Khoan đã, chúng ta phải nghĩ cách. Đi em. Ngươi còn gì để cãi không? Ta
Tại sao người làm vậy? Tất cả hai người ở trong cái này. Hai người họ không có ra được đâu. Sao cái mắt thế này? Ngươi đã làm gì? Mắt của ngươi cũng đã nhiễm độc rồi. Không thả hai người họ ra, ngươi cũng chả sống được đâu. Cái ngươi dám? Chẳng có gì ta không dám cả. Mau biến ra nhanh, trả ánh hoa lại cho ta nha. Rồi. Dừng. Sao đầu ta đau thế? Ta đã thả bọn họ ra rồi. Mau đưa thuốc giải cho ta. Thuốc giải ư? Được rồi, chờ tí ta lấy ra cho. Thịt bóng. Đây, thuốc giải đây. Yeah. Giải đi lên, đi lên. Các người dám lừa ta, ta sẽ trả thù các người. Đây là một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi làm tốt lắm. Ngươi thấy ta giống ông già Noel chưa? Giống lắm ạ. Nhưng mà chủ nhân ơi, ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Còn thiếu gì nữa? À, đây rồi. Đây, thiếu cái này, chủ nhân đeo vào đi. Ừ, ta quên. Bây giờ thì nhìn thấy ta giống chưa? Dạ, giống y hệt luôn ạ. Được rồi, đi phát quà nào. Ồ, thế còn hắn ta? Mặc kệ, cho sói ăn thịt đi. Cảm ơn, sao hôm nay lạnh thế nhờ? Mẹ ơi, mùa đông rồi hay sao ấy? Lạnh nhờ. Ừ. Mẹ vừa vỗ vai con à? Tại tao đây mà. Wow, ông già Noel. Quà của chúng tôi đâu? Đứng lại. Nhân dịp Noel, ta có món quà tặng các ngươi đây. Ồ, quà. Con thích quà lắm. Ông ơi, ông cho con lấy đi. Không được tranh nhau. Từ từ rồi ta sẽ lấy. Quà, con xin. Hai ngươi hãy mở quà đi nhé. Ta đi đây. Của con. Của mẹ. Của con. Của mẹ. Của hai mẹ con mình. Dạ, cùng mở nhé. Ủa, sao không có gì? Ừ, lạ vậy. Các người thử ngước lên trời đi. Món quà ta tặng cho các ngươi thấy thế nào? Đứng đây cho ta. Đâu rồi? Mẹ ơi, trả thù. Máu còn nó dồn lên đỉnh não rồi đây này. Đi tìm, đánh một trận cho tơi bời mới được. Hôm nay ta sẽ đi tặng quà cho tất cả mọi người. Cuối cùng cũng thảnh thơi được chút. Hả? Ông già Noel. Rất vui vì năm nay ta lại được gặp hoàng thượng. Hả? Mà này ông ơi, sao năm nay mắt ông xanh thế? Lại còn to nữa. Thì năm nay trending là như thế đấy con ạ. Hả? Mà sao mỗi năm ông lại lùn đi một chút vậy? Năm ngoái tôi thấy ông cao ơi là cao mà. Mà thôi, có nhận quà hay không thì bảo. Trèo tí làm gì mà căng. Hơi bực rồi đấy. Ông tính nóng như kem ấy. Của ngươi đây. Đấy nhá, mở quà đi. Ông đi phát quà cho người khác đây. Thế không vào uống chén trà à? Ui, quà to thật đấy. Ây da, đẹp thật đấy. Quà. Tạm biệt nhé, ta đi đây. Dám chơi đẻo ta, rồi ông sẽ biết tay ta. Hộp quà này. La 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 la. Merry Christmas. À, ông già Noel. Ông ơi, con đợi ông lâu lắm rồi. Năm nay ông tặng con cái gì đấy? Hãy kiềm chế cái sự sung sướng lại đi con. Trông nhắn nhít thế này thì phải tặng một phần quà xứng đáng mới được. Đây, ông tặng đi. Của người đây. Ôi,
Con cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều lắm. Cứ bốc quà đi con, rồi điều bất ngờ sẽ chờ đợi ở phía sau. Còn thấy món quà đó thế nào? Dám lừa ta? Yeah! Chúc con một mùa Giáng sinh vui vẻ nha. Đứng lại cho ta. Đi tìm ở đâu được chứ? À, ôi trời ạ! À, giật cả mình. Các người có thấy ông già Noel ở đâu không? Úi giời, cái ông già Noel đấy á, cảm điên tiết hết cả lên rồi đây này. Bực hết cả mình đấy. Cái ông già này dám trôn chúng ta, lần này bắt được phải cho ông ta một bài học mới được. Diệt trừ luôn. Đi. Râu ta đâu? Quần áo ta đâu? Sao lại lõa thể ra hết thế này? Đường đường là một đấng nam nhi mà bây giờ phải chui rút thế này sao? Đứng lại. Ôi mẹ ơi, ngại quá. Ông không mặc quần áo vào, đi ra đường toàn con gái thế này, xấu hổ chết đi được. Ngại lắm, ngại lắm. Quần áo của ta bị ăn trộm mất rồi. Đây, ông trùm tạm cái này vào, nhìn kinh chết đi được. Trùm đi. Trùm vào. Trùm nhanh đi, không thích đâu. Trắng thế. Mà anh là ai? Ta là ông già Noel đây, các người không nhận ra ta à? Ông già Noel gì mà để thế này? Ừ, da thì trắng nõn ý. Ta nói thật mà, năm nào ta chả tặng quà cho các ngươi, các ngươi quên ta rồi à? Trong đầu tôi chẳng có ký ức gì về ông cả. Trời ơi, râu thì không có, quần áo cũng không nốt, còn đọc cái quần xà lỏng. Úi giời ơi, tổng không tấm, còn cá bóng ta tặng ngươi giờ còn sống không? Hoàng thượng nữa, ta tặng ngươi bộ áo mưa, ngươi đã dùng hết chưa? Đã bảo là bí mật rồi, bí mật cơ mà. Hả? Áo mưa gì vậy? Cách, tránh ra. Áo mưa, chuyện là thế nào? Hả? Nói nhanh. Nội bộ lại lục đục rồi mẹ ạ. Đời mà. Không có gì đâu. À, mà hình như ông này là ông già Noel thật đấy. Chẳng thật chứ đùa à. Các người giúp ta đi. Ông muốn chúng tôi giúp như thế nào? Còn búp bê đã cướp hết đồ của ta. Bảo sao năm nay quà toàn là kỳ lạ, rất đầy bột, bực mình. Tay thiếp đi này, sưng hết cả ra rồi. Hãy giúp ta rồi các người sẽ có những phần quà xứng đáng. Nhớ nhiều quà nha. Ta hứa mà. Quà to vào, đi thôi. Làm ông già Noel cũng sướng thế nhỉ. Ui, nhiều quà quá. Toàn quà bự chà bá. Ít, đây nữa này. Con búp bê ở trên này này. Hóa ra lại là con búp bê à? Mà nó đang mặc đồ của ông đấy. Này. Ờ, đâu rồi? Ông ấy đâu rồi? Hả? Con búp bê kia, trả đồ lại cho ta. Ông già rồi, nghỉ hưu đi. Từ giờ, việc phát quà cứ để cho tôi. Nếu như người không trả cho ta thì... Ông muốn gì? À, ta định lấy cây gậy này để tặng ngươi mà. Bệnh nghề nghiệp, quen rồi không bỏ được. Ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Hả? Sao các người tới đây đông thế? Ở nhà đi, ta tới tận nơi phát cho. Dám giả danh ông già Noel nè. Để chỉ đây dính đầy bồ bà. Dạ, dạ, dạ. Chưa. Mạo danh độc ác này. Trả lại đồ cho ta đây. Dám giả danh ta, người biết tội mình chưa? Bị chết đấy. Trộn bà. Tôi xin lỗi ông, lần sau tôi sẽ không dám thế nữa đâu. Mong mọi người tha lỗi cho tôi. Hôm nay là ngày vui của mọi người nên ta tha tội cho ngươi. Thà đấy nhé. Mọi người đi về cùng ta để nhận quà nào. Yeah, nhận quà, nhận quà, nhận quà. Dám bắt nạt ta, hãy đợi đấy. Cậu chủ ơi, đừng chạy nữa mà cậu chủ. Cậu chủ, dừng lại đi. Các ngươi đi về đi, đừng có đuổi theo ta nữa. Cậu về đi, không lão già ở nhà lo lắm. Về đi cậu. Ủa, cậu chủ đâu rồi? Mau đi tìm thôi. Đi,
bọn này dai như đĩa. À, có cách rồi. Không biết cậu chủ ăn gì mà chạy khỏe thế nhờ. Hai đứa chia nhau đi tìm. Đi, đi. Ô, đây, ở đây rồi. Ôi trời ơi, cậu chủ ơi, cậu đi về đi. Ông chủ ở nhà đang lo lắm đi. Ta không về đâu. Hai người giúp ta bắt con phượng hoàng lửa này. Bán có tiền, ta chia cho. Hả? Có phượng hoàng lửa trong này hả cậu chủ? Đúng vậy. Tao nghe nói con này đắt tiền lắm. Mau mau mau, giúp cậu chủ một tay đi. Được rồi, bây giờ ta đếm đến ba. Ta mở chậu ra. Các người phải nhanh tay vồ lấy nó, biết chưa? Vâng vâng vâng, mở luôn mở luôn. Các người chuẩn bị sẵn sàng này. Ok ok. Một, hai, ba, hay. Cậu chủ ơi, cậu chủ cho em bốc cái gì thế này? Các người cứ ở đây thưởng thụ món quà của thiên nhiên đi nha. Ta đi đây. Cậu chủ, đuổi theo. Leo leo, đố các người bắt được ta. Tuôn lại đi cậu chủ. Cậu chủ, cậu chủ. Không, bọn em không biết nói như thế nào với lão già đâu. Cậu chủ ơi. Về đi, về bảo với lão già là ta lên phố lập nghiệp, không phải tìm ta đâu. Ta đi đây. Cậu chủ, cậu chủ. Thôi, về mất với lão già. Đi, tao mệt mấy cái trò của cậu chủ lắm rồi. Không biết hai cái đứa kia bao giờ mới về đây. Lão già, lão già, lão già. Con trai của ta đâu? Hai đứa tìm được nó chưa? Cậu chủ bảo là không về, lên thành phố lập nghiệp rồi hả? Đúng rồi đấy ạ. Hai cái đứa vô dụng này, ở nhà có bao nhiêu người, huy động hết đi tìm nó cho ta. Vâng ạ. Đi thôi. Dừng. Dừng ở đây hả anh dài? Anh ơi, em xuống đây đi. Anh ơi, của em hết bao nhiêu tiền để em gửi ạ? Của chú thì chỗ anh em từ đây ra kia anh lấy 1 triệu thôi. Cái gì? Dạ. 1 triệu á? Anh đi có một quãng ngắn tí mà đòi 1 triệu. Anh ăn cướp à? Mày kỳ kèo cái gì? Mày bây giờ mày có được không? Hả? Dạ, dạ. Nhanh không nó mổ chết bây giờ. Đây, của em ạ. Biết điều đấy. Mở cút đi. Đây, mở cút ta. Trả lên đi thằng kia. Cút. Mới sáng ra gặp thảm. Uầy, trên phố mà cây to như này á, cây này á mà chặt ra để thịt chim thì cả đời mới hết. Ui, ui, ui. Sao lắm xe thế? Sao cái thành phố này nhiều xe cổ thế nhờ? Không sang được đường. Thôi, để mình tìm đường khác mình đi vậy. Ôi trời ơi. Cô có làm sao không? Ta xin lỗi nha, ta sơ ý quá. Em không sao đâu, bye bye anh nha. Trên thành phố này nhiều người tốt bụng thật đấy. Wow, nhiều đồ ăn ngon thế nhờ. Mình phải mua một ít mới được. Ví tiền mình đâu rồi? Chẳng có lẽ. Tên kia đứng lại. Giọt lẹ. Tên kia đứng lại. Mau đứng lại. Tên kia. May quá, nó không phát hiện ra mình. Cái cô này tại sao lại đi ăn trộm ví của người ta hả? Đưa đây, không tôi báo công an đấy. Việc của nhà ngươi à, đừng có mạng, lo chuyện bạo động nha. Đưa đây, bây giờ một là đưa, hai là đi lên phường. Lên phường được không? Này, nhớ mặt ta đây. Đừng để ta thấy mặt lần nữa nha. Tiền ơi là tiền, mất ví rồi. Anh gì ơi, đây có phải là ví của anh không? Ồ, ví của tôi. Anh thử mở ra xem có mất bát cái gì không. Vâng, vâng, vâng. Vừa xong rồi, tiền mất hết rồi. Anh xem kỹ lại đi, nhỡ đâu ở ngăn khác thì sao? Không có, tôi có mỗi một ngăn thôi. Chắc là tiền tên cướp lấy đi hết rồi. Thôi được rồi, hay là anh về nhà tôi xem mẹ có giúp được gì cho anh không. Nhưng như vậy có được không? Nhà tôi thoải mái lắm, anh yên tâm đi. Cô, sau này tôi sẽ báo đáp cô. Đi thôi. Mọi người làm nhanh tay lên nha. Không nhanh là không có lên. Lương đâu. Nghĩ là coi như là làm không công đấy. Này, con gái mẹ thấy mẹ chọn hoa có đẹp không? Đẹp á, nhưng mà toàn mùi thuốc sâu. Mẹ ơi. Ai gọi thế? Mẹ, em. Dạ, chào hai người ạ. Đẹp dai thế. Mày dẫn cái thằng cò khỉ nào về đây? Anh dai ở đâu mà
Anh có người yêu chưa? Tôi từ quê lên đây để lập nghiệp à? Mẹ, mẹ có thể giúp anh ta được không? Anh ta đang khó khăn, bị cướp hết sạch tiền rồi. Giúp á? Mày ăn chực nằm ngoài nhà ta mà bây giờ kéo cô chuyện cái mồm nữa, đề đó ba nữa à? Mày không biết điều mà. Mẹ ơi, con xin mẹ, người ta khổ quá, mình giúp người ta một chút được không ạ? Thôi, dừng lại đi mà. Giúp người ta đi mẹ. Được rồi, muốn ta giúp cái gì? Vào làm việc nhà đi. Dạ, dạ vâng ạ. Vâng, bọn con làm ngay ạ. Mẹ để chị dẫn thêm cái mồm nữa về mày nhà. Mày nghĩ mẹ để con tắm ăn chực nằm chờ không phải à? Nhân cơ hội này, mẹ sẽ đuổi cổ nó ra khỏi cái nhà này. Nhanh tay lên nha anh ạ. Dạ. Cô gái này thật là tốt bụng. Sau này chắc chắn mình sẽ báo đáp cô ấy. Công việc này tuy vất vả nhưng mà lại có niềm vui của nó. Đây rồi, chết với bà. Này anh đẹp trai. Anh đẹp trai thế này chắc là vất vả lắm nhỉ. Dạ thôi, để em lau không khô có khô gì đâu ạ. À, tôi cảm ơn cô. Tí anh làm xong nhớ vào ăn cơm nhé. Dạ, em nấu cơm cho anh vào ăn đấy. Nhớ nhé. Vâng ạ. Nhớ nhé. Dạ. Người trên này ai cũng tốt bụng thế nhờ. Bắt sâu đi, đây này, không thấy con sâu to đùng mà. Mắt thì tướng lên, chân tay thì lại ma lên mê. Nhanh nhẹn lên chứ. Đây 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 đây, bắt sâu đi chứ. Nhưng mà cái này làm gì có sâu hả mẹ? Cái mục. Đi, con sâu đây, mày không thấy à? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Sao? Cái tiền để trả cho công nhân á, không biết ai lấy mất rồi. Hả? Mất tiền á? Thì mày để ở đâu? Con không biết nữa. Có phải là mày cấu kết với thằng kia lấy trộm tiền không hả? Đúng rồi, khả năng á là chị rủ anh ấy vào để ăn trộm hết tài sản nhà mình đó mẹ. Không có chuyện đấy đâu, mẹ đừng có hiểu nhầm bọn con à. Nhầm cái gì mà nhầm, nhà có bốn người, chẳng lẽ tao tự đi lấy à? Rồi, mọi người có chuyện gì vậy ạ? Cũng đang có rất nhiều chuyện để nói đây. Về đúng lúc lắm đây. Dạ, con về rồi, có chuyện gì vậy ạ? Đồ ăn cắp. Dạ, ăn thấm gì cho mẹ. Có chuyện gì vậy? Mẹ, có hiểu nhầm gì ở đây không ạ? Đừng có cãi tao. Tao biết mày với nó đồng lõa với nhau, đúng không hả? Gặp, thám cho mẹ. Tôi có làm gì đâu, mọi người hiểu nhầm rồi ạ. Đây rồi mẹ ơi. Đây. Sao lại trong túi của tôi? Mày thấy chưa hả? Mày nhìn đây, đây có phải là tiền của ta không hả? Đi tù đi mẹ. Cho hai đứa lên phường, lên phường uống nước chè nghe chưa. Tôi không có lấy tiền mà. Nuôi ông tài áo, nuôi cáo trong nhà, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa. Vong ơn phụ nghĩa. Mày được lắm, biết chưa? Dạ, con xin lỗi ạ. Anh, tôi đối xử tốt với anh, sao anh lại như vậy chứ? Tôi không có lấy, tin tôi đi mà. Không nói nhiều, lên phường. Lên không phường có. Thả đi, tôi ra, chị này, tôi không đi có lấy mà mẹ. Đi, nhanh lên. Giữa cái thành thị đông đúc như này, biết tìm con ta ở đâu bây giờ? Nhanh lên. Tôi đi. Không có lấy, thả tôi nhanh ra đi mà. Lên thả phường chuyện. Đi. Con ơi. Đâu ra? Khoan đã. Đứng lại. Có chuyện gì hả? Có chuyện gì mà xông xông vào đây hả? Mấy cái người này sao lại bắt giữ con tôi thế hả? Mau thả cậu chủ của tôi ra. Con ông á? Đứa nào là con ông? Nhìn không đến nỗi nào mà lại là bố của cái thằng nông thôn rẻ rách này á. Cô nói cái gì? Mấy người biết đây là ai không hả? Là ai thì phải nói chứ. Là ai? Làm sao bọn ta biết được? Đấy là quan tri huyện đấy. Các người có muốn bị chém đầu không hả? Quan thì quan, nhưng con ông ăn cắp tiền của tôi nên bố con ông phải trả. Các người to gan nhờ. Con ta đã biết mấy cái đồng nghĩa của các người mà con ta phải lấy trộm mà. Từng đấy, mua được khối đất khối đấy, đủ chưa hả? Mẹ ơi, chị thân, tiền tôi rối luôn này. Lại. Con trai, mau về với ta. Thành phố này không phải là nơi để con lập nghiệp đâu. Cậu chủ mau về đi, cha đợi con chút. Tấm này, nàng có đồng ý về quê với ta không? Ta nhất định sẽ cưới nàng. Con gái nhà người ta mà các ngươi cứ làm như là mớ rau mớ cỏ nha. Thích đi thì đi. 5 quả đồi, ok chưa? 5 quả đồi. Đi luôn, đi. Mọi người,
tấm, nàng đi theo ta. Tạm biệt năm quả đồi của mẹ nha. Lâu rồi thì đừng có quên em chị nha. Sang năm cho mẹ thêm một quả nữa. Đi hết rồi à? Thế đồi ở đâu nha? Đồi 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 mẹ ơi. Đây, từ từ. Wow, chị Tấm đẹp quá chị Tấm ơi. Đúng rồi, đẹp quá. Wow, chị Tấm mặc váy này xinh lắm á, xứng đáng là vợ của anh Hoàng. Công nhận bạn nói đúng á. Tấm rất vui và hạnh phúc, mong mọi người sẽ chúc phúc cho tụi mình nha. Tất nhiên rồi. Hôm nay em quẩy nhiệt tình luôn, còn dây đánh DJ bánh cái hoàng cung luôn. Hôm nay là ngày vui của Tấm, chúng ta nhất định không say không về nha. Tấm à, chị sẽ mãi mãi không được hạnh phúc như em đâu. Thời tiết hôm nay vừa trong vừa mát. Tấm, anh Hoàng, ta nhớ chàng. Tấm, chào nàng. Anh Hoàng là của em, lần này em sẽ không nhường chị nữa đâu. Em đã bao giờ nhường chị cái gì đâu. Nếu mà hai nàng thực sự thương yêu ta thì hãy vượt qua thử thách lần này. Thử thách gì? Anh nói luôn đi, vì anh em có thể làm tất cả mọi thứ. Bây giờ hai người hãy vẽ ước mơ của mình lên tờ giấy này. Hả? Ước mơ sao? Ước mơ? Thế thì quá đơn giản với mình. Nếu hai người đã sẵn sàng thì cuộc thi bắt đầu. Nó phải to ra, to 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 nữa. Chị sẽ không bao giờ thắng được em đâu. Ước mơ của em không phải ai cũng làm được. Được đấy. Sắp hoàn thành rồi. Cố lên. Đã hết giờ rồi. Hai nàng đã vẽ xong chưa? Em xong rồi. Cám, vậy ước mơ của em là gì thế? Ước mơ của em là khi mà cưới anh, em sẽ rất là giàu có. Hai đứa mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Mà em sẽ tăng thuế lên, hằng ngày thuế 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 thuế. Thì hai đứa mình tiêu tiền thả ra mà không phải lo nghĩ. Tranh của em ý nghĩa thật đấy. Thế còn ước mơ của Tấm? Ta vẽ một bức tranh về hòa bình. Ta mong thế giới này luôn hòa bình mà không còn chiến tranh nữa. Tất cả mọi người trên trái đất đều được sống ấm no, hạnh phúc. Được, bức tranh của nàng thật là ý nghĩa. Được cái gì mà được, tranh của em đẹp hơn. Tranh chị xấu mù, tranh em đẹp hơn. Tranh của chị đẹp hơn. Dạ, ý nghĩa tranh gì? Của em, tranh của em đẹp hơn. Tranh chị đẹp hơn mà. Theo các bạn thì tranh của ai vẽ đẹp hơn? Tranh của em đẹp tranh hơn. Của chị đẹp hơn. Em, của chị. Của em. Hai người mau dừng tay lại. Nếu hai nàng vẫn chưa phân thắng bại thì ta sẽ ra một thử thách nữa, đó chính là múa. Ở đây có tất cả dân làng chứng kiến, sẽ công bằng hơn, không ai cãi nhau nữa. Được, riêng về khoản múa em chắc chị Tấm thi trước, em không phải sợ gì cả. Cố lên Tấm ơi. Múa đi Tấm. Hay quá, dễ quá. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nỗi ba chìm. Múa đẹp thế nhờ. Múa đẹp thế nhờ. Đối thủ này đáng gờm đấy. Wow, chị Tấm múa tuyệt thật đấy. Mười điểm. Xuất sắc. Trăng nát mặt dầu đáy kẻ nắng mà em vẫn đẹp quá. Tiếp đi. Wow, thôi không xong rồi. Nani? Chết mất. Buồn cười chết mất.
phần thi kết thúc. Cám về chỗ. Về đi. Chị không thắng được em đâu. Vàng đọc kết quả đi. Bây giờ hai người sẽ đến với một phần thi nữa. Đó là phần thi cuối. Sau hai phần thi chắc hai người đã mỏi. Đây có hai chiếc bánh, hai người ăn đỡ mệt nhé. Pizza, order pizza, cà phê trứng, thêm thịt macchiato. Mọi người đi. Ngon quá trời. Pizza ngon kìa. Quá. Hai ngày nay chưa được ăn gì rồi. Tấm, sao nàng không ăn đi? Dạ, kệ chế đi. Ơ, mời mọi người. Ngon quá Tấm ạ. Tấm đúng là một người tốt bụng ấy. Cảm ơn Tấm nhiều nha. Ngon quá. Thôi không xong rồi. Bánh ngon rồi đây. Ngon quá bạn ơi. Đi ra. Mình chọn cho ta nha. Chọn ta. Nhớ chưa? Mình chọn cho ta. Mọi người hãy cho ta ý kiến. Ai là người xứng đáng làm hoàng hậu? Không phải hỏi ai hết nha mọi người nha. Này cả mạ. Trả. Không thèm đâu nha. Trả. Ừ, ý là gì nha? Mẹ bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Mà Tấm là hoàng hậu. Tấm đến xứng đáng là hoàng hậu. Tấm là hoàng hậu. Chọn Tấm. Hoàng hậu là Tấm. Cô là một con người lương lẹo dối trá. Bọn con không cần tiền của cô đâu. Tấm mới xứng đáng. Mọi người bình tĩnh. Sau cuộc bình chọn này, ta đã chọn được người thích hợp làm hoàng hậu rồi. Tất nhiên là em rồi. Ê, đó chính là Tấm. Wow. Tấm, nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Đồng ý đi mà chuẩn lời đi. Ta đồng ý. Thật sao? Chúc mừng. Hôn đi. Đẹp đôi quá. Xuống đồn quá. Hôm nay đẹp trai quá nhờ. Đẹp quá. Được đấy, được. Xứng lứa vừa đôi. Hợp. Sắp được quánh chén rồi. Tấm à, sau bao ngày chúng ta tìm hiểu thì nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Đồng ý. Ta đồng ý. Hôn đi. Nhanh lên, đi giữ phụ nữ ăn cổ. Hôn đi. Hôn đi, đừng để lâu mất vui. Hôn đi. Tấm. Vậy gái, Tấm sao đây? Tấm ơi, sao liền tức thế này? Tấm, mọi người mau đi gọi bác sĩ giúp ta. Vâng. Để em. Bác sĩ, vợ tôi bị sao ạ? Bác sĩ nói đi. Cô ấy mắc một căn bệnh rất khó chữa, nhưng vẫn còn một cách. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Ta biết rồi, ngươi tìm kỹ vào. Cẩn thận đấy hoàng thượng. Ngài hãy đi tìm cây nhân sâm ngàn năm trong khu rừng đó mới cứu sống được cô ấy. Nô, đi thôi. Nô ơi, tìm cây hướng đó nhé. Ta tìm bên này. Nhất định Phong ta phải tìm được nhân sâm để về cứu Tấm. Tấm ơi, đợi ta. Hoàng thượng ơi, ở đây khó tìm lắm, không dễ đâu. Không biết ở đây có không nhỉ? Cứ tìm đi, nói nhiều thế nhờ. Đây có phải nhân sâm không? Cái này không phải đâu hoàng thượng ơi. Cây nhân sâm nó phải to và nhiều rễ. Được rồi, đi. Cây này nhiều rễ. Phải không? Phải đâu hoàng thượng ạ. Nó phải to cơ. Thế thì đi tiếp thôi nào. Vâng ạ. Đi tìm đâu cả khu rừng to thế này. Hoàng thượng ơi. Kìa rồi. Kìa. Đúng rồi, đi. Có chắc là nó không đâu. Đúng rồi đó hoàng thượng ạ. Cây nhân sâm 1000 năm đấy rồi. Để ta cố lên hoàng thượng ơi. Cố lên. Tấm được cứu rồi Nô ơi. Mau lên hoàng thượng ơi. Mau đi về. Hoàng thượng, để em cầm cho. Đây, mau đi thôi. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Hoàng thượng. Đừng nói cho ta. Mau mang về cho Tấm đi. Hoàng thượng ơi.
sĩ ơi, xem con gái tôi thế nào lâu tuổi người bình tĩnh. Đây 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 đây, bác sĩ ơi, nhân sâm đây. Có phải cái này đây không bác sĩ? Đây đúng là cây nhân sâm ngàn năm rồi. Anh mau đi xếp thuốc cho cái đi. Được rồi, nhanh lên đi. Nguy hiểm mày quá, chị sắp sống lại rồi. Em lại có tiền tiêu vặt rồi. Bác sĩ ơi, nhiêu đây đã đủ chưa? Được rồi, nhanh lên. Mọi bác sĩ uống. Nóc đi, nóc hết đi. Bác sĩ ơi, con gái tôi bao lâu nữa nó tỉnh lại? Cả nhà cứ bình tĩnh, sau một tiếng nữa tấm sẽ tỉnh thôi. Ơ mà thấy thiếu thiếu nhỉ? No no, anh Hoàng tao đâu? Ờ, Hoàng thượng á. Thôi, cả nhà chăm sóc cô ấy nhé, tôi đi về đây. Cảm ơn bác sĩ nha, tạm biệt cả nhà. Anh Hoàng làm sao? Hoàng đâu? Thật ra Hoàng thượng bị rơi xuống vực rồi. Cái gì? Mày con đùa tao bị rơi xuống vực á? Mày đùa tao à? Mày là tới kia gì đây? Sao lại để nó rơi xuống vực? Nó là vua một nước mà. Cái gì? Anh Hoàng rơi xuống vực rồi à? Tâm, con tỉnh rồi à? Tỉnh rồi. Nô, nói đi, anh Hoàng rơi xuống vực rồi sao? Dạ, thần, thần đã cố cứu rồi, nhưng mà không được. Ôi trời ơi, con rể của tao. Anh Hoàng, chị Tâm, chị đi đâu đây? Cô lại đây. Anh cứ bình tĩnh, anh bị ngã trong rừng, tôi đi ngang qua nên cứu anh về đây đấy. Thật vậy sao? Nhưng mà ta chẳng nhớ gì cả. Vậy thì anh cứ ở lại đây dưỡng thương, bao giờ khỏi hẳn thì hãy về. Anh Hoàng, ta nhất định phải tìm được chàng. Chàng ơi, bông hoa này có đẹp không? Nó đẹp như nàng vậy. Ta cảm ơn chàng. Hả? Đi. Wow. Chàng thấy không? Chỗ này đẹp thật đấy. Wow. Yeah. Rơi vào mồm được chứ. Lâu quá. Tiên sư nhà mày. Dương ơi, súng chả thấy đâu mà thối đầu thì thấy rồi đây. Tôi không biết đâu. Mấy con chim chết tiệt kia dám đi bậy vào mặt ông. Không thể trả thứ được. Tiêu diệt nó. Quanh nó. Đúng lại. Này, gì đấy? Ông đó nhớ đến dự đám cưới của chủ nhân ta đấy. Ừ, nhớ biết đúng giờ đấy nha. Bye bye. Con chim bay mất rồi. Hả? Đi chụp phải thằng Hoàng xong. Sâu lại đám cưới cho một Milo Lens. Chị Tâm ơi, đây. Có chuyện rồi. Cứ đi tìm mãi. Anh Hoàng đi lấy vợ rồi này. Chuyện gì thế này? Còn đứng đây làm gì? Mau anh đi nhanh lên. Quý lại ơi. Chúc mừng chủ nhân. Cảm ơn nàng đã chăm sóc ta suốt thời gian vừa qua. Không có gì đâu, chàng xứng đáng được như vậy mà. Hôn đi. Chúc mừng. Nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Ta dừng lại. Đấy. Anh Hoàng, tại sao lại làm như vậy chứ? Anh Hoàng, sao lại bội bạc tình nghĩa như vậy chứ? Mày là cái thằng bắt cá nhiều tay. Họ là ai? Cô là ai mà dám phá hoại đám cưới của ta? Là ai á? Cám trả lời. Này, con Steel Day này, thằng này là chồng con này. Con này là vợ thằng này. Còn mày, trà, cái mặt xanh, Steel Day đấy. Không đời nào. Anh Hoàng, chàng đã quên hết kỷ niệm của hai đứa mình rồi sao? Cô anh nhớ chưa anh Hoàng? Đầu của ta. Hôn đi. Mày hiểu chưa? Chàng ấy là chồng ta. Lấy đạo, bắt hết bọn chúng. Ai cho mày? Mọi người, mau dừng tay lại. Tất cả dừng tay lại. Ta đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi. Nó nhớ ra rồi kìa. Anh Hoàng, chàng. Lên đi. Tâm,
Ta xin lỗi. Hả? Chàng, vậy còn ta? Mẹ. Cút. Yes. Bỏ ra. Mommy, cô dừng tay lại đi. Ta xin lỗi. Vì đã phụ bạc tình cảm của cô, chúng ta sẽ mãi là bạn. Con ơi, đi về. Về thôi Tấm. Mãi là bạn thôi. Ôi chủ nhân, để nó đi dễ dàng thế à? Thứ mà ta không có được thì cô cũng đừng hòng. Ta có một bất ngờ dành cho nàng. Là cái gì vậy? Nàng cứ đi đi, rồi sẽ biết. 2, 3. Đấy, ta dành cho nàng đấy. Hồn đi. Ta cảm ơn phản bội. Ngươi không xứng đáng được hạnh phúc. Phản bội á? Cô mới không xứng đáng. Ta không ngờ ngươi lại thay đổi như vậy. Đồ khốn. Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Đúng vậy, giờ chàng ấy là của ta. Nhân ơi, chúng mày thiếu lúc để hỏi à? Em cứ thấy chủ nhân cười à? Còn cãi được nữa. Chủ nhân, các ngươi còn thích nhiều chuyện nữa không? Dạ không ạ. Chủ nhân tha cho em. Chủ nhân ơi, các ngươi cũng biết điều đấy. Tấm à. Tấm sẽ bất ngờ thôi. Anh Hoàng. Ô, thím tới nàng rồi. Tới rồi à? Ta tặng nàng. Anh Hoàng hôm nay tâm lý thế, mua cái bánh gato đúng sở thích của thím. À, có bánh gato ăn mà lại đứng đây ăn một mình á? Không cho mẹ ghẻ ăn, quả này chết với ta. Nàng ăn đi. Cái gì nhờ? Làm gì có ai đâu, chắc con mèo đấy nàng ạ. À, ăn đi. Ai vừa ăn? Làm sao ta biết được chứ? Tiếng gì đây? Ui giời. Hóc rồi. Cứu. Chị có làm gì? Giỡn cho ta. Giỡn gì cơ? Nào, ra nào. Lần sau á, chừa cái tội tham ăn. Tiên sư cái thằng Hoàng, mày nhét cái nhẫn to chặt ba thế vào, bảo sao ta trả không? Đây, nàng đeo vào nhé. Đám cưới này ta phải là cô dâu. Cái chỗ này đây. Ok. Hai người làm cho cẩn thận vào. Hôm nay đám cưới còn đấy. Cái chỗ này này, cao lên một chút. Ok, cứ bình tĩnh. Đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm cơ mà. Bên đây nữa này. Đấy, tôi làm rồi. Cao lên, cao lên một tí. Người cao lên. Đây. Đây, rèm kéo thẳng vào, sang bên phải. Hôm nay là ngày vui của con, ta sẽ làm cho con đẹp tuyệt vời luôn nha. Dạ, đẹp quá dì ơi. Đi thôi. Dạ. Dì ơi, sao lâu vậy ạ? Giờ ta dẫn con đi luôn nha. Sắp đến giờ rồi mà Tấm vẫn còn chưa xong à? Mày cứ bình tĩnh, cô dâu đang đến rồi. Sắp đến chưa gì? Con hồi hộp quá, không biết sẽ thế nào ta. Hả? Ngươi nghĩ chàng là của ngươi sao? Đây là đâu? Mà tại sao ngươi lại bắt ta chứ? Cứ ở đây mà tận hưởng đi. Ta sẽ thay thế ngươi. Không.